Chào các bạn nha. Mình có hũ da mục da ua nè. Nhỏ nhỏ xinh xinh dễ thương nha. Hôm nay mình ăn da ua muối nha các bạn. Các bạn cùng xem nha. Đây chúng ta mở ra nè. Đây bên trong. Trong đây là da ua nha. Da ua. Bước tiếp theo chúng ta phải bỏ một thứ rất là đặc biệt vào. Ten 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 ten. Đây. Đấy quý vị. Các bạn thấy chưa, đó cái này để lên nè, để trên bề mặt hũ này, cái này là muối, muối. Bây giờ chúng ta cùng múc ăn thôi. Như vậy gọi là da ua muối. Rất là đơn giản nhưng mà là đặc biệt. Món ăn của Đà Nẵng nha các bạn. Đặc sản của Đà Nẵng nha. Đây các bạn. Măm 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 yummy. Hôm nay mình rất hân hạnh giao lưu cùng các bạn trên khắp mọi miền Tổ quốc nha. Các bạn giao lưu với mình nha. Các bạn nào mà yêu thương thì bấm like video này chia sẻ. Mà bạn nào muốn ăn da ua muối hũ á thì comment dưới video này. Rồi mua bao nhiêu hũ đó là mình bán, mình ship dùm cho. Free ship ở Việt Nam nha. Đó. Mình chỉ mua giúp thôi. Quán này mình ăn quán bên cầu Trần Thị Lý các bạn. Ở quận 3 đó, bên sông Hàn luôn. Đi qua biển xíu chứ mấy, nằm ngay sông Hàn. Cầu Trần Thị Lý, các bạn biết rồi, cầu Dây Văn đẹp nhất ở Đà Nẵng á. Đó. Cái này món ăn vặt của các bạn Tinh nè. Các bạn Gen Z, Gen K nè, đó. Chưa biết món da ua hũ muối như thế nào thì xem đây nha, xem mình ăn nha. Trong này da ua này người ta làm khoảng một tuần á. Đóng trong cái hũ. Hũ này có hai loại, hũ lớn hũ nhỏ. Cái này hũ lọ. Hũ nhỏ dễ thương các bạn. Đây, dạ. Đó các bạn. Nó trong tủ lạnh nó đóng đá. Lạnh ngắt. Món ngon lắm. Mẹ này mẹ. Ăn đi. Mùa hè cũng như mùa đông nha. Các bạn đi ăn vặt ở Đà Nẵng á thì không nên bỏ qua cái món này. Sau khi mình ăn xong là răm cuốn rồi mít trồn rồi ốc hút này nọ, ăn xong cái món này mình ăn cuối cùng, ăn tráng miệng nha các bạn. Đó. Một người ăn có thể 10 hộp mới nè, 10 hộp mới đã. Nó mắc lên trong trên răng, trong đá, trong trên răng. Giờ hết cái vèo luôn. Ok. Bạn nào muốn ăn thì comment dưới video nó ngon và cho địa chỉ rồi mình ship hàng ha. Giá bán hữu nghị thôi, free ship. Này. Lát mình ăn hộp nữa này các bạn, ăn hộp nữa. Ăn cho đủ 10 hộp nha. Rồi. Đảm bảo ngon. Nếu yêu thương like, đăng ký kênh ha. Xin chào, thank you.